thưa quý vị và các bạn. Biến mạng xã hội thành công cụ đấu tranh dân chủ hiện vẫn đang là thủ đoạn chủ yếu của một số người tự nhận là nhà dân chủ để qua đó đưa ra các luận điệu sai trái xuyên tạc vu cáo Đảng và nhà nước Việt Nam. Trong phần đầu của chương trình bình luận phê phán hôm nay, xin giới thiệu bài viết Sự thật về đấu tranh dân chủ trên Facebook do tác giả Tuấn Hưng, tức blogger nhạn biển gửi tới báo Nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời gian trước, việc do tuyên bố hay lập một tổ chức là không dễ, cho nên mấy nhà dân chủ phải liên lạc bàn soạn, thuyết phục nhau. Nay nhờ có Facebook, việc thành lập, tham gia, giải tán tổ chức hội nhóm nào đó của mấy nhà đấu tranh dân chủ ở trong ngoài nước chỉ cần có vài giây. Vẫn ngần ấy con người, cộng thêm vài anh lỡ ngớ bị phỉnh phờ nào đó là sẽ có đủ ban bệ để khai sinh một tổ chức hay một phong trào ngay tên loảng soạn đó là lý do vì sao mỗi vị này lại có thể tham gia hàng chục tổ chức với chức vụ khác nhau và vì sao một số tổ chức ra đời dù được pr rầm rộ nhưng không lâu sau lại mất hút chỉ còn mỗi cái vỏ tồn tại vật vờ trên facebook cũng là lý do vì sao mấy vị dân chủ trong và ngoài nước lại đua nhau theo mốt xã hội dân sự nhằm biến cái nhóm còn con của mình thành tổ chức xã hội dân sự để nay làm diễn viên ở tổ chức xã hội dân sự này, mai lại thủ một vai ở tổ chức xã hội dân sự khác, tạo thành phong trào nhốt nhịp trên Internet. Nếu ai không biết, lại cứ ngỡ phong trào dân chủ xứ Việt đang vào hồi cao trào bùng nổ. Hẳn bà đọc vẫn còn nhớ vụ việc tổ chức khủng bố Việt Tân diễn trò phá đám tại phiên UPR của Việt Nam hồi đầu tháng 2 năm 2014. Bầu đoàn của họ tất thảy chỉ có mấy thành viên Việt Tân, nhưng lại lấy danh nghĩa đại diện tới 7 tổ chức. Được PR rầm rộ, nhưng kỳ thực mỗi nhân vật đại diện đó đứng chân trong vài ba cái tổ chức chỉ lòe được người không biết, còn người biết chuyện thì nhận ngay ra bầu đoàn Việt Tân đang diễn kịch. Bởi vậy, điểm tĩnh một chút, sẽ thấy các tổ chức đó cứ như bóng bóng xà phòng, nổ càng to thì tan vỡ càng nhanh. Hình như chúng được lập ra theo nguyên tắc đạt chỉ tiêu số lượng bất kể bên trong lòng lẻo, rượu rã như thế nào. Hẳn là vì thế với những gì đã diễn ra trên mạng, chính quyền rất ít sử dụng Điều 79, Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự, bởi còn xem xét xem đó là anh hùng chém gió hay là kẻ có khả năng gây tí thiệt hại nào cho sự vững mạnh của chính quyền. Cho nên các nhà dân chủ lại càng có cơ hội lên Facebook ba hoa chiến đấu với công an. Mấy kẻ ở hải ngoại và mấy con bệnh tiềm năng trong nước thì trầm trồ thán phục. Những kẻ cùng hội cùng thuyền thì thấy ngay đồng bọn đang diễn trò gì nên hễ cứ có cơ hội là dùng facebook tỏ thái độ chế giễu coi thường trên thực tế facebook không chỉ là nơi hành nghề mà còn là nơi mấy nhà dân chủ thực hành các thủ đoạn ma giáo mỗi vị có tới dăm ba cái nick thậm chí cả chục cái nick để phát động một chiến dịch và khiến cho nó ngập tràn facebook là không khó nhất là khi có cả đám người từ bên kia địa cầu suốt ngày chia sẻ qua màn hình vi tính, cộng thêm khoản mua like, kích bài. Nên không thể kể hết trong một năm có bao nhiêu phong trào được phát động trên Internet, nào là tuyệt thực tại gia, tưởng niệm tại gia, biểu tình tại gia, tẩy chay tại gia, phản đối tại gia, đến ký tên vào kiến nghị này, tuyên bố kia. Mỗi phong trào thường trưng lên avatar hình ảnh ra vẻ là có sức mạnh số đông để gây áp lực dư luận trên mạng, tạo ảo tưởng cho nhau, lòe thiên hạ rằng Nhìn dân đang chán ghét, giới trẻ, giới blogger thì đang bất bình. Để khuếch trương, đầu nậu ở hải ngoại móc ngoặc với BBC, VOA, RFA, RFI hay mấy trang tin đông người đọc giúp mấy nhà dân chủ trả lời phỏng vấn, tường thuật, tự ca ngợi và ca ngợi lẫn nhau. Vậy mà mỗi khi đưa các tuyên bố ồn ào trên Facebook ra thực địa thì rất khôi hài. Chẳng hạn như phong trào đòi trả tự do cho BH, mấy ngày liền nhiều địa chỉ trên Facebook tràn ngập avatar hình ảnh người này mặc áo dài đeo giải băng hoa nhưng hôm sau ta đến bờ hồ thì chỉ lơ thơ vài ba vị khiến con trai của vơ hát trở thành kẻ cô độc do đó sau mỗi lần ra thực địa là trên Facebook lại diễn ra màn đấu tố giữa mấy nhà dân chủ giữa dân chủ già với dân chủ trẻ người nọ nhiếc người kia là anh hùng bàn phím hèn nhát hoặc to tiếng mắng nhau không biết cách tổ chức. Tuy nhiên mỗi khi kéo nhau ra đường, các nhà dân chủ thường bị lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ngăn chặn, thế là dù không được việc nhưng lại được tiếng là bị đàn áp nên vẫn có nguyên liệu đưa lên Facebook để báo công. Facebook không những giúp họ dễ dàng tìm đầu mối tài trợ từ hải ngoại tham gia tổ chức nọ kia mà giúp họ dễ dàng kiếm công ăn việc làm bằng hành nghề dân chủ. Trước đây làm admin nhật ký yêu nước được 150 đến 200 đô la một tháng là đã bị chê ỏng, chê eo. Nhưng chỉ chụp vài tấm hình biểu tình, khiếu kiện, viết vài bài tường thuật hoặc xào xáo của nhau, rồi chuyển lên vài trang tin nước ngoài là có tiền sống online. Vài năm trở lại đây, trò làm cộng tác viên cho các trang tin hưởng lương kèm theo nhuận bút đã lỗi thời mà phổ biến là vẽ dự án, lên kế hoạch giải ngân ra mắt hội nọ nhóm kia hoặc giao lưu gặp mặt hội thảo và cà phê nhân quyền đều phải tổ chức tại nhà hàng quán cà phê sang trọng kèm theo có hoa có pano, phải có năm ba kiểu ảnh chứng thực có tụ tập nhìn ảnh đếm kỹ chưa tới chục người nhưng cứ nói vống lên thành mấy chục thậm chí là hàng trăm. Thử hỏi mấy nhà dân chủ lấy đâu ra kinh phí cho các dự án biểu tình dã ngoại tưởng niệm vì ngoài các phụ kiện như áo phông in logo tài liệu pano còn là ăn ở đi lại cho mấy nhân vật được trưng dụng bay từ nam ra bắc bay từ bắc vào nam cuộc phân tranh giữa npa với ptn giữa tktt với nkt và nhiều cuộc khác cho thấy mấy nhà dân chủ phải bỏ tiền tổ chức thuê quần chúng từ miền trung ra hà nội ra sao chi cho dân oan như thế nào dẫn đến cãi cọ tiền chia nhiều gấp tiền bị ăn quỵt đáng chú ý dù cả tốp ra đường hay một mình ngồi trong nhà, đứng ở đầu hồi, nấp sau gốc cây thì cũng phải có ảnh. Vô duyên nhất là gần đây, chắc là vì phải giải ngân, lại không thể khoe khoang lực lượng tại hiện trường, mấy nhà dân chủ phải trình diễn tại nhà trọ, họ tập hợp mấy biểu tình viên chuyên nghiệp đã nhẫn mặt trên internet ngồi nghe một hai vị ba hoa bị công an đàn áp, ngăn chặn rồi coi đó là tin tức hình ảnh đưa lên facebook. Theo dõi đấu tranh dân chủ trên facebook dễ nhận thấy hễ con bệnh dân chủ nào lọt vào tầm ngắm của đại gia ở hải ngoại, lập tức sẽ được PA, biến thành hàng hot được tôn làm liệt nữ, anh hùng, viên ngọc quý dân chủ, thậm chí coi như là anh hùng dân tộc tái thế. Chẳng bao lâu mấy con bệnh này cũng khoe khoang mình đã cán đích 5.000 friend, được ít xì người theo dõi trên Facebook. Lại có một cụm từ mới được khai sinh trên Facebook là Hot Facebooker do MNG tự hào khoe. Hot Facebooker nghĩa là khi chị ta tung ra bất cứ vấn đề gì trên Facebook, lập tức có vài trăm like, hàng trăm comment phụ họa, đối thoại. Nếu chị ta muốn triệt hạ ai, chỉ lôi đối tượng vào cuộc, nhanh chóng tiến công, tiêu diệt bằng các thành viên của phe mình. Cùng với khuynh hướng đầu cơ Hot Facebooker, các đại gia ở hải ngoại còn đầu tư cho các fanpage và lóc trang tin, sau đó là tổ chức mua like, promote bài, nuôi đội ngũ comment, biến trang Facebook thành nơi thu hút giới trẻ và cư dân mạng tò mò, thành nơi tuyển chọn, mua chuộc, huấn luyện, tạo dựng các biểu tượng mới, các hot Facebooker tiếp nối. Tất nhiên chơi dao có ngày đứt tay, cái gì cũng có tính hai mặt. Đổ tiền của đầu tư tạo dựng tiếng tăm cho các con bệnh trong nước, song khi các con bệnh này thành danh, lại sẵn sàng quay lại đối đầu với chủ vì ngỡ đầu tư không đồng đều không tương xứng với thương hiệu, thậm chí tiến công đồng môn vì kèn cửa, vì động chạm thể diện của nhau và hiện tượng nhà dân chủ bỏ chủ này đi theo chủ khác là rất thường tình. Nên có kẻ theo Việt Tân rồi phản lại Việt Tân, có kẻ hôm trước theo Nguyễn Sĩ Bình, hôm sau cóm gióm theo Đỗ Hoàng Điểm. Qua màn diễn ngày càng sôi động giữa các con bệnh dân chủ, Dư luận hẳn sẽ còn được chứng kiến nhiều màn kịch hấp dẫn từ cuộc đua tranh dành thương hiệu Hot cơ. Nó không khác cuộc chiến của những kẻ cơ hội, háo danh, hám lợi. Mà đối với họ, lý tưởng dân chủ, tinh thần yêu nước chỉ là vỏ bọc là cái áo khoác màu mè vừa để kiếm lời, vừa để lòe bịp người thiếu hiểu biết. Thế nên... Khuyến hướng hoạt động của mấy nhà đấu tranh dân chủ trên Facebook hiện nay thường là hướng ra nước ngoài vận động quốc tế trước hết để tìm mối giải ngân sau đó là chuẩn bị sẵn hồ sơ xin tị nạn khi có cơ hội như trường hợp Nguyễn Chính Kết chẳng hạn quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết sự thật về đấu tranh dân chủ trên Facebook của tác giả Tuấn Hưng.